tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Một Nhân DIY của mình ha. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách làm một cây cung. Một cây cung mà kiểu sinh tồn, mấy bạn có thể đi vào rừng ấy, có thể là chặt một cái cây gì đấy làm cho mình một cái cung ha. Thì làm sao để biết được cái loại gỗ nào nó có sức bật tốt ấy, sức đàn hồi tốt để mình có thể làm cung được ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mấy bạn. Hôm trước mình có clip mình đi chặt cây, mọi người mình chặt thử hai loại cây, thì hôm nay mình sẽ, nó cũng bắt đầu hơi khô một xíu ha, thì mình sẽ chia sẻ làm cái loại cây mà dạng dây leo mọc ở bờ suối. Dạng dây leo này nó hay cuốn vào mấy cây đại thụ ấy. Đây, cong cong vậy ha. Đó. Thì thân của những cái loại cây như vậy thì nó sẽ rất là dẻo dai luôn, cái lực bật nó rất là tốt luôn. Đó, cái đặc thù của cái loại cây nó là như vậy rồi ha. Thì mình bắt tay vào việc thôi. Xong rồi nha mọi người, nha nhông, đùa mọi người thôi, cái này chưa xong đâu. À, cái này chưa xong hả mọi người nè, thì mình mới cạo sơ cái vỏ nó đi thôi. Để như vậy thì bắn cũng được rồi, nhưng mà nó không được thẩm mỹ lắm ha. À, mình test thử mũi tên rồi thì cũng được, nhưng mình tại nó chưa cân cánh nha mọi người. Đó, vẫn vui vui thôi ha. À, bây giờ mình sẽ phải làm kỹ hơn nha. Thì cái cây này tự nhiên nó không có được cong đều nè mọi người, thì mình phải gọt, mình phải gọt cho nó mỏng cánh lại, cho nó cân ha, cân cánh để cái lực bắn nó chuẩn, đường đi nó chuẩn. Rồi, ok.
Lực phết đó mọi người. Ok mấy bạn, thì mình đã làm thử cái cây gỗ này, bữa mình mới chặt về ha. Thử xem là làm cái cung sinh tồn nó có ổn không. Thì theo mình đánh giá, nó cũng tạm ổn. Trong quá trình làm mình gặp một số vấn đề mình chia sẻ với mấy bạn cánh ha. Thứ nhất là cái gỗ này này, nó còn tươi của mình, nó vẫn còn tươi lắm. Cho nên là khi mà mình ép cánh, ép ngược cánh nó thì nó bị tét một khúc ha, cho nên mình bỏ mất khúc giờ nó ngắn như vậy này. Thứ hai nữa là cái cánh gỗ này mình phải dùng lửa mình hơi cho nó khô đi ha, để nó không bị mềm gỗ mọi người, nó có cái độ dẻo dai của cái gỗ. Rồi một điểm nữa là dây ha, thì vào rừng mấy bạn kiếm dây rất là khó luôn á. Mình làm thử bằng dây chuối bện thử. Cũng có thể là do cái dây chuối của mình bện nó chưa được xử lý kỹ, tức là phải đập phơi khô để lấy những cái sợi tơ ở bên trong đó ha. Còn của mình thì mình cũng mới hơi lửa sơ sơ mình làm thì nó không có đủ dẻo dai là thứ nhất, mà mình nghĩ nó cũng không có đủ để làm dây cung được, cho nên nó fail ở cái vụ dây chuối ha. Thứ hai là cái dây mà dây gỗ mình làm thử á, thì đúng cái vỏ nó cũng dai cũng ok lắm, nhưng mà cũng mình bắn được mấy cái nó cũng đứt à, nó cũng không ok ha. Cho nên là cái vụ dây thì chắc phải nghiên cứu lại mọi người. Và cuối cùng một lời góp ý chân thành là mọi người đừng có nên sinh tồn trong rừng nha. Tốt nhất nếu lỡ may lỡ bị dính vào cái vụ nào mà kiểu như là bị lọt trong rừng một mình thì mới phải tìm cách xử lý, chứ tốt nhất nên ở nhà nha, đừng có vào rừng nha. Vào rừng nguy hiểm với cả là khó sống lắm. Mình làm thử chơi vậy thôi chứ còn để mà sinh tồn thì hơi khó ấy. Kỹ năng rất là nhiều ha mọi người. Ok nha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Video này mình làm vui thôi. Mọi người có gì đừng có gạch đá mình quá ha. Có gì thì nếu thích video mình làm thì nhớ đăng ký kênh ha, ủng hộ mình với. Rồi like và chia sẻ bài video này cho mình với ha. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.